Tập 4. Đỗ Lạp Lạp, bây giờ con cũng không còn nhỏ nữa. Vấn đề liên quan đến con cái của hai đứa, nói mẹ nghe, con nghĩ thế nào? Mẹ, bọn con nghĩ rồi, chắc chắn là nghĩ rồi. Mẹ của cháu trai của mẹ mỗi ngày đi làm về nhà đã mệt lắm rồi, bây giờ còn phải nấu cơm, làm việc nhà và quần áo, làm đủ công việc. Đợi đến khi cô ấy về phòng ngủ đã mệt rồi, đến mức giống con cá chết rồi, làm gì có thể thuận lợi chào đón cháu trai tương lai của mẹ được. Con nói đúng, vấn đề của mẹ, mẹ sẽ thay đổi. Mẹ thay đổi. Lạp Lạp, Lạp Lạp, Lạp Lạp, con làm gì thế? Con đang làm gì thế? Bỏ ra, bỏ ra. Con đang rửa bát. Không cần rửa bát đâu, để mẹ rửa. Không cần, con rửa xong nhanh thôi. Không được, không được. Con để mẹ rửa được rồi. Con rửa xong nhanh thôi. Lạp Lạp, bắt đầu từ bây giờ, việc nhà không liên quan đến con nữa, mẹ làm hết. Vậy sao làm được mẹ ơi? Mẹ đến nhà con làm khách, sao có thể để mẹ làm việc nhà được? Có gì không được chứ? Nếu con thấy thực sự không được, con phải phụ trách việc sinh con. Sinh con. Sinh con, đúng vậy. Cháu trai của mẹ. Con và Tiểu Dĩ phụ trách việc sinh con. Hai đứa phụ trách tạo việc người. Mẹ phụ trách giảm chỉ số lao động của con xuống. Mẹ, vì con cái này không phải nói có là có. Mẹ không thể cây nào dài ngắn cây đó như rau hẹ được. Đúng vậy. Mẹ cũng không thể đốt cháy giai đoạn dỗ hành trên đất khô được. Đất khô, đất khô. Đất khô. Đất khô. Lạp Lạp, chẳng lẽ con có vấn đề gì? Con ổn lắm mẹ ơi. Lạp Lạp, em thật là cảm ơn tấm lòng của mẹ đi. Vậy là được rồi, mẹ yên tâm. Dù là đất khô thì cũng sẽ ẩm ướt nhanh thôi. Chúng ta nhanh đi sinh con, đi thôi. Giờ đã sinh con rồi. Anh cản em làm gì? Em thấy có một vài việc phải nói với mẹ. Dấu bẫy không tốt. Sao em lại cứng nhắc như vậy? Vì qua đường cứ cho qua, không cần phải nóng vội. Ai cũng cười vui vẻ, chờ ngũ cốc bội thu. Sao em cứ phải đối với bà ấy? Em vẫn chưa gieo hạt làm gì? Em đang gây chuyện còn gì? Hơn nữa vẫn chưa đến lúc thu hoạch đâu, vậy phải làm sao? Không lấy được thứ gì ra, có rất nhiều việc không liên quan đến nông dân. Ví dụ như khí hậu, ví dụ như lượng nước, ví dụ như ánh nắng. Những thứ này đều là nhân tố không thể kiểm soát, đúng không? Nhưng nếu không gieo hạt thì là vấn đề về thái độ của nông dân. Không đúng. Chúng ta vẫn phải nói thật với mẹ. Bà ấy không cần, cũng sẽ không biết sự thật. Vì em sẽ không bán đứng anh. Anh càng không bán đứng em, đúng không? Ông xã, anh mưu mô thật đấy. Không thể coi thường được. Anh sao? Lừa mẹ ruột của mình. Đâu ra đấy? Đến lúc đó lừa em, chắc chắn là mặt không đỏ, tim không đập nhanh. Bà xã, anh đang giải quyết vấn đề, em muốn làm to chuyện phải không? Anh có ý gì? Ý anh là em muốn làm ầm ĩ lên. Được thôi, bây giờ em sẽ làm ầm ĩ lên. Được rồi, anh làm gì vậy? Em muốn làm ầm ĩ phải không? Không tồi. Một khi người trong nghề ra tay là biết có hay không. Suy nghĩ này của cô rất hay. Phương hướng tốt, coi như cô đã nắm chuẩn mạch của nhân sự SH rồi.
Tôi sẽ ủng hộ cô hết mình. Cảm ơn sếp Hoàng. Cô là lãnh đạo, cô hãy thành lập một nhóm dự án chuyên môn, làm cụ thể quá, rõ ràng quá quy trình tuyển dụng cho tôi. Tôi cũng muốn làm hết khả năng để khiến quy trình tuyển dụng hoàn hảo hơn một chút. Nhưng bây giờ tôi đang không có người. Còn về Kim Tinh, tôi sợ cô ấy không đủ năng lực làm. Vậy nên cô mau nói đi. Tôi không biết có thể nhận được sự ủng hộ của sếp Hoàng không. Chỉ cần tốt cho công ty, chắc chắn tôi sẽ đồng ý. Cô muốn điều người từ chỗ tôi. Tôi biết chị nghe thấy tin này, có thể chị sẽ không vui. Là thế này, người lo quy trình tuyển dụng không nhiều. Ở chỗ tôi thực sự không đủ. Chị cũng biết là năng lực của Kim Tinh có hạn. Tôi sợ cô ấy không làm được. Tôi không có cách nào, mới đến giờ chị. Dù sao sếp Hoàng cũng đồng ý rồi. Bây giờ xem chị đồng ý không thôi. Sếp Hoàng đồng ý rồi. Vì còn chỗ nào cho tôi đồng ý hay không chứ? Được rồi, cho cô mượn An Di Di. Bây giờ tôi đang làm xây dựng lại hệ thống tính lương, cần người có thể làm lượng công việc lớn và có trình độ chuyên nghiệp. Chỉ có người kinh nghiệm và hiểu bối cảnh như Tiểu Thiến mới được. Tôi và sếp Hoàng đã chỉ đích danh Tả Tiểu Thiến. Nhưng không sao, chị lập lạp. Nếu bên chị có khó khăn hoặc là chị không muốn cho mượn, không sao, tôi sẽ sắp xếp người. Dù sao chúng ta cũng là quan hệ cạnh tranh. Vậy nên thực ra hôm nay cô không có ý đến bàn với tôi, là đến nói với tôi đúng không? Đã vậy thì được thôi. Cho cô mượn Tả Tiểu Thiến. Năng lực làm việc của cô ấy thực sự rất tốt. Cô ấy có thể đến chỗ cô làm việc, tôi cũng rất vui. Vậy cô muốn mượn bao lâu? Mượn bao lâu là sao? Chẳng phải cô nói muốn mượn người sao? Đã mượn thì phải trả. Cô tính thử xem, đại khái cần mấy ngày làm việc. Điều này tôi thực sự chưa nghĩ đến. Không đúng, cô đã nói cụ thể với sếp Hoàng rồi. Phải có tính toán rồi mới đúng. Hay là thế này đi, bây giờ cô nghĩ xem, bắt đầu tính từ chiều hôm nay đi. Cô cần bao nhiêu ngày? Cho tôi một con số chính xác. 5 ngày. 5 ngày. Được. Vậy tôi tính 5 ngày. Chị Lạp Lạp, chị đối xử với cấp dưới thật tốt. Nhất định rồi. Phải quản tốt cả tiền lẫn người. Tôi tin cô cũng giống tôi, sẽ không đối xử tệ bạc với Tiểu Thiến. Tất nhiên rồi. Tiểu Thiến, công việc tính lương cuối năm giao cho tôi đi. Sao thế ạ? Trước giờ em vẫn làm công việc này, sao chị lại tự làm? Là em làm có vấn đề gì không? Không phải, không phải. Là vì cô làm quá tốt nên người khác để ý đến. Việc tốt. Kasi, chị đích danh cô. Cô đi làm cải thiện quy trình tuyển dụng giúp cô ấy. Không phải, chị Lạp Lạp. Em, Tiểu Thiến, bắt đầu từ hôm nay cô là người hỗ trợ cho tôi. Kim Tinh, họp ở phòng họp, nhanh lên. Đi đi. Cụ thể Kasi sẽ nói với cô. Tại sao em phải cùng một nhóm với chị ta? Được rồi, đừng trẻ con nữa. Đi đi, cố lên. Tôi nói với cô, lần này chị KC thật sự muốn rút củi đấy rồi. Chị ấy làm quá ác, đúng vậy. Rõ ràng biết Tả Tiểu Thiến đã đi theo chị Lạp Lạp rồi. Chẳng phải là chị ấy muốn cướp người sao? Tôi thấy thế này là sếp Hoàng đã ngầm đồng ý về việc chức giám đốc nhân sự này rồi. Chị Lạp Lạp, em thấy chị Kasi làm không đúng lắm. Chị ấy là muốn cướp người, phải không? Câu cướp người này thật buồn cười. Cô nói xem, tại sao cô ấy lại muốn cướp người ở chỗ tôi mà không cướp người ở chỗ kia? Em không biết. Vì Tiểu Thiến dưỡng chắc dỗ dàng, lại nói ít, tốt hơn so với những người nhiều chuyện. Đúng vậy, đúng vậy. Chị Lạp Lạp, em cũng rất ghét những tin đồn trong công ty. Em thấy không tra làm sao cả. Cô không như vậy là được. Tất nhiên em không như vậy. Vậy tôi sắp xếp cho cô một chút việc làm nhé. Tiểu Thiến đi giúp Casey rồi. Cô giúp tôi tính lương nhé. Nhưng em còn rất nhiều việc. Em không có việc gì cả. Chắc chắn em sẽ cố gắng tận tâm. Vì của mình thì phải làm. Vì không phải của mình có lúc cũng phải làm. Đúng vậy.
có như vậy sao? Sai hết rồi. Gì gì đâu? Cô ấy tan làm rồi. Tan làm. Năm rưỡi rất đúng giờ. Có việc gì không? Không có việc gì. Cô làm tiếp đi. Không nghe. Chị Lị, anh Trương lại giúp giám đốc quét dọn vệ sinh à? Giám đốc của các anh bình thường khá sạch sẽ, đi công tác về văn phòng đầy bụi. Cô ấy rất ghét. Hãy chị Lị đi công tác là anh lại đến quét dọn vệ sinh. Căn phòng trống trải thế này, chủ nhân đi vắng, chẳng lẽ anh nhìn vật nhớ người, nhưng vật thị nhân phi rồi? Không phải. Anh có biết thế nào là vật thị nhân phi không? Mà đã dùng bừa bãi. Tôi nói anh nghe, vật thị nhân phi là nói giám đốc của các anh đã biến mất không còn nữa. Có phải anh muốn mưu quyền đoạt vị, giành quyền chỉ đạo không? Đừng mà, không phải đâu. Tôi tuyệt đối trung thành với chị Lị, giống anh. Nhưng hai chúng ta có sự khác biệt về bản chất. Anh là tình cảm, tôi là sự nghiệp. À, tan làm rồi còn quay lại làm gì? Tôi tan làm rồi, nhưng quên không mang đồ, nên quay lại lấy. Nhưng mà bộ phận các anh tăng ca cũng vất vả quá nhỉ. Tôi đi đây. Tôi tự thêm phí tăng ca cho bản thân. Anh quản được không? Cũng không nghe. Chị Lị, chị về rồi. Sao chị không nghe điện thoại? Lạp Lạp, là tôi, Tư Nguyên. Tiểu Trương, chị Lị không có ở đó à? Cô ấy vẫn chưa về. Vốn dĩ là hôm nay về, nhưng không biết xảy ra chuyện gì, có lẽ lại kéo dài thời gian rồi. Vậy được, không có gì đâu. Được rồi, tạm biệt. Thời gian tan làm. Tiểu Trương ở văn phòng của chị Lị. Khó khăn trong tình cảm. Con đường tình cảm của Tiểu Trương gian khó quá. Sao thế? Hôm nay có thuận lợi không? Chỗ công ty không có việc gì chứ? Công ty ổn lắm. Chỉ là em không ổn. Sao thế? Sao thế? Còn không phải vì em thiếu Thiến Thiến của anh. Anh biết Tả Tiểu Thiến đúng không? Cô ta điều động Tả Tiểu Thiến đi rồi. Vậy là một đống việc trong công ty đổ lên đầu em, nên em phải tăng ca. Làm đến bây giờ nè, vẫn chưa ăn cơm tối. Vậy thì tốt chứ sao? Em luôn nói là muốn giảm cân mà. Không đâu ông xã, em muốn giảm cân và bị ép giảm cân là hai việc khác nhau. Em biết không em yêu? Anh thấy không ăn cơm thì không có sức giảm cân. Vậy nên em muốn ăn gì anh đưa em đi. Hào sống. Em đói muốn chết luôn rồi. Diễm biển, về sớm ngủ đi. Lát nữa mẹ lại mắng đấy. Cá sống lái thác, không ăn chúng ta về đi. Được. Người đâu? Ông xã, giấu em làm việc xấu gì thế? Mì trộn dầu hành.
Ông xã, khẽ thôi, đừng làm mẹ tỉnh. Để con. Tiểu Dĩ đi. Cũng ngon đấy. Con không thấy cay sao? Không cay, không cay. Con thích ăn cay, chỉ là không thích ăn cà ri. Ông xã, ai thế? Chuyện phát nhanh. Chuyện phát nhanh của ai? Của mẹ đó. Mẹ. Dân. Chuyện phát nhanh của mẹ. Dân. Sao chuyện phát nhanh của mẹ lại gửi đến chỗ con được? Đúng vậy, gửi đến nhà mẹ rồi. Ở đâu ra thế? Nói lại cho Lục Ái Hoa. Mẹ xem ai gửi. Cao cấp quá, ai gửi thế? Các con đoán xem là ai? Thiến Thiến. Cô gái này tầm nhìn rộng, hiểu lễ nghĩa. Con xem, mẹ mới đến Thượng Hải chưa bao lâu, tặng quà thế này không phải chỉ một lần. 8:30 tối thứ sáu mời cả nhà ăn cơm. Thứ sáu mời chúng ta đi ăn cơm. Thứ sáu à? Thứ sáu con hẹn Hạ Hồng. Quỷ đi, hẹn ai cũng quỷ đi. Người ta thịnh tình mời chúng ta như vậy, nhà họ Dương chúng ta phải đến hết, không được thiếu một ai. Dân, vậy con đi thông báo với chị Lị, nó không tham gia. Tại sao? Nó đi toàn nói mấy lời kỳ lạ, phá hoại cục diện ổn định đoàn kết. Ơ mẹ kìa, mẹ vừa mới nói nhà họ Dương phải đến hết, không được thiếu một ai mà. Chị Lị cũng là người họ Dương mà, sao nó lại là người họ Dương được? Sớm muộn gì nó cũng phải rã đi thôi. Đây là cái gì? Đây là cái gì? Tặng mẹ. Con đặt lên trên giúp mẹ. Ăn cơm đã, ăn cơm đã. Ăn cơm xong rồi tính. Là anh Đại Dĩ phải không? Anh không quên câu chuyện về hợp âm nhạc chứ? Thiến Thiến. Đúng vậy, là em. Xem ra anh vẫn nhận được hợp nhạc rồi. Anh nhận được rồi. Đã lâu không gặp. Em về cũng không nói với anh một tiếng. Phải là bọn anh đến đón em. À, mẹ anh nói tối thứ sáu mời cả nhà ra ăn cơm. Sao lại khách sáo thế chứ? Đáng ghét. Anh còn khách sáo với em gì chứ? Em nói với anh, hợp nhạc em tặng anh cùng một mẫu với hợp nhạc trước đây. Âm nhạc trước và sau nối liền thành một chương nhạc. Em phải mất rất nhiều thời gian mới làm được. Không tin anh nghe đi. Được rồi, anh Đại Dĩ. Không lẽ anh làm mất hợp nhạc mà em tặng anh rồi? Không phải, vẫn còn. Em nói với anh, đó là món quà em mua bằng khoản tiền học bổng đầu tiên để tặng anh. Nó có ý nghĩa kỷ niệm lắm đó. Nhưng mà bây giờ em về rồi, có anh và cô Lục ở đây. Nơi này chính là nhà của em. À đúng rồi, anh nghe Lạp Lạp nói bây giờ sự nghiệp của em phát triển rất tốt, năng lực của em rất tốt. Chị Lạp Lạp khách sáo quá rồi. Em và chị Lạp Lạp rất có duyên. Được rồi, không nói lời thừa thải nữa. Thứ sáu anh nhất định phải đến, không gặp không về. Được rồi, chúng ta gặp mặt. Cứ thế, tạm biệt. Được rồi, tạm biệt. Thank you.
không cam tâm. Sao anh đại dĩ lại kết hôn? Sao lại thế này? Mình tưởng mình cố gắng đi học ở nước ngoài, cố gắng làm việc, sau khi về tất cả vẫn kịp. Có khi anh đại dĩ bây giờ trọc đầu bụng to hay bị gù. Thôi, tạm thời không nhớ nữa, có thể gặp mặt là biết thôi. Công ty chúng ta sắp có một sự chuyển mình rất lớn. Thị trường bây giờ cần thế hệ 9X, cần tư tưởng mới, cần phương hướng mới. Vậy nên tôi nghĩ ở mảng này, Kasi là đại diện cho 9X. Tại sao? Vì tương lai thuộc về 9X, thuộc về người trẻ tuổi. Vậy nên tôi nghĩ là chúng ta vẫn phải thay đổi suy nghĩ của công ty. Bây giờ thứ người trẻ tuổi theo đuổi chỉ có 4 chữ: theo đuổi cái tôi. Bây giờ là thời đại của truyền thông cá nhân, coi trọng theo đuổi bản thân, tự giới thiệu bản thân thế nào, tự đại diện cho bản thân, phải đi theo đường khác biệt, phá vỡ những cái cũ. Đây là tư duy của người trẻ tuổi. Ví dụ bây giờ có lọ lem lộn ngược dòng, tự chiến đấu với bản thân, đây chính là văn hóa thịnh hành của người trẻ tuổi bây giờ. Có sự khác biệt rất lớn với văn hóa truyền thống ở thời đại của chị Lạp Lạp. Kasi, cô hiểu người trẻ tuổi, phương hướng của cô đúng, có suy nghĩ. Thực ra tôi thấy, tôi đã nói với cấp trên của tôi, ông chủ cũng từng nói, phòng nhân sự của chúng ta có một 9X hết sức đáng yêu, rất hiểu 9X. Vậy nên, tôi nghĩ công việc tìm đạo diễn trẻ tuổi vẫn phải dựa vào cô. Được, sếp Hoàng cứ yên tâm đi. Sếp Hoàng, hình dáng Lư Sơn không thấy hết, vì duyên ta giữa núi non đầu. Tôi thấy nếu muốn tìm đạo diễn 9X trẻ trung, có phải nên mang theo nhân viên truyền thống là tôi không? Tất nhiên rồi. Có thể cô hiểu nhầm suy nghĩ này của tôi. Tất nhiên rồi. Sao hôm nay tôi lại gọi hai cô đến hiện trường? Tôi nghĩ công việc này hai cô phải chia nhau phấn đấu, cố gắng tìm đạo diễn. Tài liệu cơ bản của cậu ấy ở đây, cậu ấy rất khó tìm. Hơn nữa rất nhiều công ty đều cần cậu ấy. Vậy nên các cô phải cố gắng lên, cố lên. Được rồi. Chị Lập Lập xem trước đi. Làm gì mà bí ẩn thế? Thông tin nội bộ, cô buộc phải giành được đạo diễn này trước. Tính vào thành tích sát hạch nghiệp vụ của cô và Casey. Anh nói thừa quá đấy. Bây giờ công việc nào của tôi không tính vào thành tích nghiệp vụ? Đây không phải trọng điểm. Trọng điểm là cô vẫn chưa biết thì phải. Công ty chúng ta sắp mở một cơ sở quay quảng cáo ở Thượng Hải. Sau này không làm OEM nữa, chúng ta tự quay. Còn nữa, hình như đạo diễn này tên là Lucas. Đạo diễn này tên là Lucas thật à? Đúng vậy. Cô thiếu thông tin thế. Được đấy, thông tin của anh danh dại quá. Đúng vậy, văn hóa công ty chúng ta hóng chuyện không bằng ai. Nhưng tôi nói với cô thực sự phải nghiêm túc làm. Ca này khó đấy. Mấy ngày trước rất nhiều công ty muốn mời cậu ta về nhưng thất bại. Họ toàn cử đội quân nhân sự tin anh đi, hầu hạ ưng cần, giống như hầu hạ hoàng thượng. Cuối cùng đều bị cậu ta xoay vòng vòng. Nhưng mà tôi vẫn khá tin vào thực lực của cô. Không đến mức đó đâu. Không giải quyết lắm à? Thật đấy, tôi thấy cậu ta vẫn chưa gặp Đỗ Lạp Lạp thôi. Đỗ Lạp Lạp ra tay nhất định có thể giành được. Vỗ tay, chúc mừng cô may mắn. Xin chào, là đạo diễn Lucas phải không? Tôi là Đỗ Lạp Lạp. Les, tôi không có hứng thú với Les. Không phải, tôi không phải Les. Mà cậu tưởng tôi là Đỗ Lạp Lạp của công ty SH. Tôi không cần biết cô là Les gì. Tôi muốn đi ngủ. Tôi thay mặt công ty SH mời cậu đến, là thiết kế sản phẩm cho dự án riêng của chúng tôi. Mời người tôi nhiều lắm. Cô là cái thá gì chứ? Huống chi cô chỉ dựa vào thuyết phục tôi. Điều kiện gặp nhau nói. Chúng tôi là công ty vốn đầu tư Mỹ lớn, thuộc top 10 trong giới. Được thôi, vậy cô đến tìm tôi đi.
Được rồi, chúng ta có thể hẹn gặp mặt nói chuyện. Gặp mặt nói chuyện. Đồ Lết già này còn gặp mặt nói chuyện. Tôi không cần biết cô là Lết gì. Lết đổ, Lết lui. Tôi muốn đi ngủ được chưa? Ngủ ngon. Ba giờ chiều rồi vẫn đang ngủ. Ai là bà cô chứ? Cả nhà cậu là bà cô. Chị Lạp Lạp. Chị Lạp Lạp. Chị nghĩ gì mà say sưa thế? Chính ít các cô đều nói chuyện với người khác vậy sao? Gọi chị một lúc lâu chị cũng không để ý. Nhắc đến chính ít, tôi có một câu hỏi. Chị nói đi. Thôi, bây giờ công việc của cô cũng bận lắm, không làm phiền cô thì hơn. Em nói chị nghe. Tuy em bị điều đến chỗ Khai Si, nhưng em vẫn là người bên chị. Có việc gì chị cứ dặn dò, ngoan lắm. Chẳng trách tôi không đỡ để cô đi. Tôi hỏi cô, tôi cảm thấy tôi không hiểu gì về người trẻ tuổi. Cô trả lời tôi thật lòng đi. Tôi già sao? Chị thực sự không già. Em nói với chị, tuy chị chưa từng tiếp xúc với cuộc sống của chính yếu, nhưng chỉ cần chị tiếp xúc một chút xíu, chị sẽ hiểu thôi. Thế này đi, em đưa chị đi trải nghiệm cuộc sống. Em thấy cũng được. Thế nào, hôm nay tan làm chị có rảnh không? Em đưa chị đi. Chọn ngày không bằng đúng ngày, hôm nay đi. Dân Tiểu Thiến xong chưa? Chị Lạp Lạp, bọn em đi trước đây. Tạm biệt, đi đường cẩn thận đấy. Em thu dọn đồ đạc. Chị Lạp Lạp, bọn em đi trước đây. Ừ, tạm biệt. Chào chị Lạp Lạp. Đi đường cẩn thận. Tạm biệt. Casey, nghe đi. Alo, Tiểu Thiến. Cô đừng đi vội, tôi có việc tìm cô. Nhưng em... Chị ta nói lát nữa chị ta còn có việc tìm em. Không sao, cô đi làm việc đi. Tôi ở dưới đợi cô. Không sao, không sao. Dân, em sẽ xuống ngay. Chị Casey, có việc gì không? Tài liệu của người đến phỏng vấn mấy năm nay đều ở đây. Đều ở đây. Đã lưu điện tử chưa? Người được nhận đã lưu điện tử. Người không được nhận thì chỉ viết ở trên giấy. Người không được nhận chỉ viết ở trên giấy. Tại sao không lưu điện tử? Tôi thống kê tỷ lệ tiêu hao thế nào? Người không được nhận không tính là tỷ lệ tiêu hao. Người không được nhận mới là chảy máu chất xám. Sao tôi biết được bọn họ có đến công ty cạnh tranh chúng ta không? Thế này đi, bây giờ cô đi làm. Lưu điện tử chỗ này, làm bản thống kê. Sau đó xem họ không được nhận vì lý do gì. Nếu thống kê chỗ này thì phải hơn 10 ngày. Hơn 10 ngày không được. Chị Lạp Lạp của cô, chỉ cho tôi mượn cô 5 ngày. Nhiều hơn 1 ngày cũng không được. Cô đi làm đi, dù sao phải tăng ca. Còn việc gì nữa không? Đóng cửa lại giúp tôi. Tiểu Thiến, em xin lỗi. Vừa nãy Kasi lại cho em cả đống việc. Em cũng không biết có phải chị ta cố ý nhắm vào em không. Không sao, cố gắng vượt qua 5 ngày này. Nhưng em xin lỗi. Tạm biệt. Bye bye.
Lão Hoàng làm em tức gần chết. Sao thế? Anh ta lúc nào cũng thích kỳ thị tuổi tác, ngày nào cũng nói Kha Si là 9X. Làm gì chứ? Chê em già sao? Nên muốn đuổi em đi. Em nói với anh ta, 8X vẫn trẻ lắm. Còn trẻ, đạo diễn quảng cáo còn gọi em là bà cô. Bà cô, bà cô, bà cô, quyết dọn căn phòng kia đi. Anh cười gì thế? Em sắp ngột ngạt chết mất. Cứ kệ họ là được rồi. Nhưng công ty cứ muốn dùng cậu ta, phải làm sao đây? Bây giờ nếu đối đầu với 9X, tương đương đối đầu với cả thế giới. Vậy nên em đã nghĩ xong rồi. Em muốn khởi động một kế hoạch gần người trẻ tuổi. Ông xã, em cho anh xem thứ này. Đây là quán bar 9X thích đến nhất ở Thượng Hải. Tiểu Thiến đưa cho em. Thế nào, có ngầu không? Em muốn đi cưa cẩm 9X. Vậy khi em hôn trai trẻ, có cảm thấy anh là ông chú già không? Vậy rất khó coi. Anh căng thẳng không? Hết sức căng thẳng. Được rồi, cưa cẩm 9X gì chứ? Đây là quán bar 9X thích đến. Nếu em không tự cập nhật thì công ty sẽ cập nhật em. Em muốn đến những nơi đó thì nguy hiểm lắm. Bây giờ đang thịnh hành tình yêu chị em. Hay là anh đi với em nhé. Đúng vậy, nếu em đến những nơi này, cưa cẩm trai trẻ, đưa anh đi theo không tiện đâu. Thực ra vẫn tốt. Không còn cách nào. Bây giờ công ty đang ở giai đoạn khởi nghiệp. Người trên giang hồ thân bất do kỷ. Anh đang tìm cái cớ. Rõ ràng là thứ sáu có thời gian ở bên Kasi. Nhắc đến Kasi, em lại thấy tức. Ngày nào nhìn thấy anh cũng thế này. Anh Đại Dĩ. Còn anh Đại Dĩ, bỏ chữ Đại luôn đi cho xong. Cú tình của đàn ông. Chị Kasi, đẹp quá. Chị Kasi, bộ đồ này của chị đẹp quá. Có phải rất đắt không? Chị mua ở đâu thế? Chụp ảnh đi. Được rồi. Nào, đây là mẫu mới. Được rồi, em xem nào. Có đẹp không? Đẹp lắm. Cái váy này thực sự rất đẹp. Kasi, bộ đồ này rất đẹp. Có phải cô tiêu hết tiền lương tháng này cho cái váy không? Chỉ có chị mới có thể mặc ra đường nét của chiếc váy này. Cảm ơn chị Lạp Lạp. Chào chị Lạp Lạp. Chào chị Lạp Lạp, mau lại đây. Chiếc váy của Kasi có đẹp không? Đẹp. Mặc đẹp như vậy là muốn đi khắp quốc hay là đi dự tiệc tối? Chị Lạp Lạp, chị không hiểu đâu. Bộ đồ này được tặng riêng. Chị Kasi dáng đẹp, nếu là người khác ăn miếng cơm đã không mặc được rồi. Không đâu, tôi rất nghiêm túc. Chị Kasi mặc đẹp thế này để đi hẹn hò sau. Không nói với cô, chắc chắn là đi gặp bạn trai rồi. Đẹp không? Đẹp. Màu này đẹp quá. Quá nổi bật, quá hợp với chị. Màu trắng, màu hồng quá đẹp. Mắt em sắp không mở ra được rồi. Quá nổi bật, đẹp quá. Đẹp quá. Đó chính là lụa vải này. Cô có thể thử. Cô mặc chắc chắn sẽ đẹp. Vậy sao? Thực ra cũng thường thôi. Tụ hợp gia đình mình làm được. Được. Thực ra cũng chỉ tầm thường thôi. Tụ hợp gia đình mình làm được. Được. Hôm nay xứng đáng để vui và kỷ niệm. Vì Thiến Thiến đã phát triển ở thành phố này. Lại phát triển rồi. Thiến Thiến, khó khăn thật đấy. Đây là duyên phận. Em nói xem, và Lạp Lạp làm trong cùng một công ty. Bình thường em nghĩ cách muốn làm thế này đều có độ khó nhất định. Em xem, có thể dễ dàng làm được. Đây, dân, em và chị Lạp Lạp rất có duyên phận. Em và chị ấy không chỉ làm cùng một công ty, còn làm cùng một bộ phận, còn cùng một văn phòng nữa. Dân, mặt đối mặt. Còn mặt đối mặt à? Cúi đầu không gặp, ngẩng đầu gặp. Thiến Thiến, em đừng thấy bây giờ Lạp Lạp là quản lý cấp cao. Nó còn mơ hồ lắm. Có gì cần giúp đỡ, em nhất định phải giúp đỡ. Lạp Lạp,
Con có gì cần Thiến Thiến giúp đỡ? Cần Thiến Thiến con cứ nói, nó thông minh lắm. Hai đứa phải hợp tác với nhau, làm tốt công việc đúng không? Cô yên tâm đi, em nhất định sẽ giúp đỡ chị Lạp Lạp. Cảm ơn nhé. Trước đây là anh Đại Dĩ và cô Lục, bây giờ có thêm chị Lạp Lạp, đều là người nhà của em. Mong chị giúp đỡ. Quá đúng. Nào, cạn ly thôi. Nào, bây giờ chúng ta là người một nhà. Cô Lục, khi ở Mỹ em thường nhớ đến việc hồi còn nhỏ. Chị Lạp Lạp chị không biết đâu, lúc đó em cực kỳ thích ăn kem que Quang Minh. Anh Đại Dĩ tốt với em lắm, anh ấy có thể đi khắp nơi mua cho em. Nói đúng lắm. Lúc đó Tiểu Dĩ rất quan tâm đến Thiến Thiến. Có bạn nam bắt nạt Thiến Thiến, nó sẽ kiên quyết ra mặt. Anh hùng cứu mỹ nhân. Anh hùng cứu mỹ nhân. Nào ăn đi ăn đi. Nào nào nào. Chị Lạp Lạp, chị hạnh phúc thật. Anh Đại Dĩ của cô cũng đối xử bình thường với tôi thôi. Cô hiểu mà. Căn nhà này thiết kế đẹp thật. Vừa nhìn đã biết là gu của anh Đại Dĩ. Vừa thiết thực, vừa tiết kiệm, hơn nữa còn rất ấm áp. Thích không? Thích ạ. Cảm ơn nhé. Nhưng cô khen nhầm người rồi. Căn nhà này là tôi thiết kế. Lúc đó công việc quá bận rộn, không làm kỹ được. Chỉ làm qua loa thôi. Vậy em cũng không quen nhầm người. Vẫn là gu của anh Đại Dĩ tốt, nên mới tìm được người vợ tốt như chị Lạp Lạp. Đúng. Em nói đúng. Nàng dâu này của cô đúng là rất giỏi giang. Chỉ là có hai việc nhà không làm. Mẹ, con không làm gì chứ? Con đang làm mà. Có hai việc là cái này không làm, cái kia cũng không làm. Cái này không làm là vì sợ bẩn, cái kia không làm là vì chê mệt. Mẹ hài hước thật đấy. Mẹ đùa thôi mà. Sao thế? Con chỉ cho phép người trẻ tuổi nhiều lời thôi à. Thiến Thiến, em hiểu cô Lục nhất. Em giới thiệu với hai đứa nó. Có phải cô Lục hài hước bẩm sinh không? Tất nhiên rồi, cô Lục chắc chắn là hài hước. Nàng dâu này của cô thật sự không tồi. Có một lần, mẹ con nấu cơm, mẹ pha trà. Lần trước mẹ dạy con pha trà, mẹ xem pha trà thế nào. Được rồi, để mẹ, để mẹ. Được rồi, để mẹ. Mẹ nhìn thấy cũng sốt ruột. Nào để ở đó. Thiến Thiến là khách quý. Cô Lục pha trà cho em. Đừng. Khoan đã. Để ở đó. Con lấy trà gì thế? Trà ở trong tủ. Sao có thể tiếp khách bằng trà đó được? Tiểu Dĩ, nhanh lên, lấy trà ô long thượng hạng của mẹ ra đây. Không cần đâu cô, không sao. Lạp Lạp, đi bổ qua quả. Dân. Được rồi, đừng nhìn nữa. Không sao, mau đi đi. Lát nữa mẹ lại nói em. Mau đi đi. Nào thử đi. Đây mới gọi là trà ô long thượng hạng. Thơm quá. Tiểu Dĩ, trà kia tên là gì? Trà vừa nãy mẹ dùng để làm trứng trà. Ý gì thế? Trước mặt người ngoài nói mình không làm việc nhà, cứ nói như mình là người nhàn rỗi. Hủ danh vô thực. Thôi, bổ qua quả. Sao thế? Không sao. Cắt vào tay rồi à? Sao thế? Cắt vào tay rồi. Sao lại cắt vào tay chứ? Đầu ngón tay còn không? Không sao, vẫn còn mẹ ơi. Con xem đi. Có đau không? Nhanh lên. Ở cái hộp trắng kia có băng dán cá nhân. Con làm sao thế? Sao bổ dưa hấu thôi mà con cũng... Nhanh lên. Ở đây. Không sao. Không sao đâu. Con xem đi. Con làm nàng dâu, sao trước mặt người ngoài con cũng không làm mẹ chồng nở mặt mày chứ? Mẹ, con bảo mẹ phải nói con sao mới tốt đây. Mẹ nói ít thôi. Con xem, mẹ nói con có sai đâu. Có phải cái này không biết làm, cái kia không biết làm không? Cảm ơn mẹ. Được rồi, đi nghỉ ngơi đi, để mẹ làm.
Cô ơi, thế này đi, cô đừng làm nữa. Cô cũng đi nghỉ ngơi đi, để em làm. Như vậy làm sao được? Sao có thể để khách làm việc này? Sao em lại là khách chứ? Hơn nữa, cô tự tay dạy em việc bếp núc. Đúng lúc hôm nay cô kiểm tra. Được không hả? Được đó. Cứ vậy đi. Ok.